Đấy đấy. Đấy, bắt đầu đi vào này. Đấy, thấy chưa? Tớ ảo với cậu rồi. Tớ sợ nó bị hỏng, nó bị méo cho nên tớ mới tháo ra đút vào trong túi áo. Nói cậu cứ bảo tớ nói phét. Chắc là mất thật rồi. Cậu suốt ngày bê bê vác vác đứng lên ngồi xuống, xong rồi lại còn cởi áo ra cởi áo vào. Túi áo thì nông, để nhẫn vào trong đấy thì có khi nó rơi thật rồi. Ôi, xin lỗi. Đây, bây giờ tớ đi xăm chữ T trái tim H vào đây này. Đảm bảo không bao giờ rơi mà bảo hành trọn đời luôn. Thế sao không xăm luôn tớ vào trong tim này? Hay là xăm vào môi này? Đừng có thách, xăm thật đấy. Lẻo lẻo, lẻo lẻo. Kinh. Người ta xăm thật đấy. Thành! Ai đấy? Bạn gái mới à? Tình cảm thế. Vợ tôi bạn ơi. Vợ á? Thế mà tôi cứ tưởng ông độc thân cơ. Chẳng bao giờ nhắc gì tới vợ cho anh em biết cả. Bạn ơi. Mà có vợ kiểu gì. Chẳng bao giờ thấy tay đeo nhẫn cưới bạn như ơi, nào. Bạn ơi, bạn ơi. Đây là vợ tôi, không độc thân nhá. Chẳng bao giờ thấy ông nhắc tới vợ con gì ở showroom này cả. Mà ông cũng buồn cười cơ. Cứ gái xinh tới showroom là ông ra ông lả lướt ông mời chào. Gái cứ bu lấy ông. Thế cho nên tôi mới tưởng là ông chưa có vợ là vì bạn thế. Bạn là ông biết đùa quá nhỉ? Này. Này bạn ơi. Hả? Nói với anh Thành nhà tới, bản thân anh ấy đã là hot boy từ thời còn là sinh viên của trường thể dục thể thao cơ. Thế cho nên lúc đó mà rất là nhiều các cô gái đẹp thấy anh ấy là bu vào là một chuyện hết sức là dễ hiểu. Còn nói thêm về khả năng ăn nói của anh Thành thì coi như là quá đỉnh rồi. Anh ấy phải đỉnh như thế thì anh mới có thể giúp cho cái showroom này bán được rất là nhiều xe để bù vào cái khả năng mà ăn nói kém cỏi và vô duyên giống như kiểu cậu ấy. Chứ không thì cái showroom này nó lỗ chết. Ok cậu. Sao cậu? Có vấn đề gì không? Để tớ nói cho cậu biết nhé, lần sau mà nếu mà thấy vợ của đồng nghiệp đến đây, ít ra thì mình cũng phải mời người ta một cốc nước. Còn nếu mà không mời được cốc nước thì mình cũng phải ăn nói cho nó tử tế, cho nó đàng hoàng. Chứ không phải là cái kiểu mà nhân nhân cái mặt ra đấy, xong rồi đá đều chồng người khác trước mặt vợ người khác đâu. Để tớ nói cho cậu biết nhé, không bao giờ để đi giao du với những cái đứa mà xấu xa. Với lại ở trong cái showroom này cậu phải bán thật nhiều xe. Cậu phải bán đỉnh nhất ở đây này. Để đi vào mặt của những cái đứa mà khả năng ăn nói kém cỏi và xấu xa và hẹp hòi và xấu bụng. Cậu hiểu vấn đề chưa? Cậu hiểu vấn đề chưa? À này, màn hình điện thoại còn sáng bạn ơi. Giả vờ ghê điện thoại à? Em ơi, xấu hổ quá mới giả vờ bận để mình tránh mặt đi à? Ôi. Này, tớ chỉ cho bạn một cái này nhá. Này. Ôi. Sao ấy mà sao? Tớ còn phải làm ăn nhiều ở đây. Ngân sao bỏ cái kiểu mà nói đúng còn nói to thì. Ok. Không phải nói là vợ mình phát xịp bằng thế nhỉ? Trời. Chị bạn, vợ của cậu hơi bị đỉnh đấy. Rất là nhiều góc cạnh thú vị mà cậu cần phải phát hiện thêm. Nói thì thôi chứ mấy cái chuyện này nó quá vật vãnh cậu ạ. Không đứa nào mà dễ dàng mà bơm đều được tớ như thế đâu. Ở công ty của tớ đây, tớ tới chị từng đứa một. Đi theo tớ. Đi đâu? Đánh dấu lãnh thổ.